Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2018 vừa gửi đến Quốc hội, trong đó Kiểm toán đã chọn mẫu 3 dự án theo hình thức xây dựng chuyển giao BT tại Hà Nội. Kết quả cho thấy, giá trị sau kiểm toán của các dự án chỉ bằng 39% so với hợp đồng giá trị ban đầu và làm đội vốn thất thoát ngân sách nhà nước đến hơn 2.700 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân chính là luật đất đai 2013 đang có khoảng trống. Đó là đất đai giao cho nhà đầu tư, không thông qua đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức chỉ định thầu. Tiếp tục về đề tài về sửa đổi luật đất đai 2013, trong phần 7 tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận một số những giải pháp để tránh thất thoát ngân sách nhà nước trong hình thức đấu thầu đầu tư các dự án BT. Sau đây là thông tin đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Theo báo cáo mới nhất về kế hoạch năm 2018, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 232 cuộc kiểm toán. Tính đến ngày 30 tháng 9 đã triển khai 211 trên 232 cuộc. Đáng chú ý là kết quả kiểm toán đánh giá việc thực hiện một số hợp đồng BT thanh toán bằng quyền sử dụng đất tại một số địa phương. Qua báo cáo gửi đến Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 1.393 tỷ đồng, đồng thời chỉ rõ nhiều hạn chế, bất cập và sai sót qua thực hiện các hợp đồng BT. Trong 3 dự án BT được kiểm toán chọn làm mẫu, thì giá hợp đồng BT sau kiểm toán là 1.727,3 tỷ đồng, chỉ bằng 39% giá trị hợp đồng BT ban đầu, có nghĩa là đã bị đội vốn gần 2.700 tỷ đồng. Sáng ngày 16 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh đất đai đang bị thất thoát lớn. Hiện tại, luật đất đai 2013 chỉ có khoản 3, điều 155 đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất để thực hiện dự án BT và dự án BOT quy định về việc nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất để thực hiện dự án. Ngoài ra, không có quy định cụ thể nào về đất đai, loại đất, giá trị đất đai để trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Trong luật đất đai là một cái luật mà người ta quan tâm nhất tới vấn đề giá trị đất đai, thì lại không có một câu nào của quy định về giá trị đất đai của cái cơ chế BT. Thế nhưng chỉ có một cái điều là người ta lại rất mong đợi cơ chế nào, quy trình nào để xác định giá trị, sao cho giá trị đất đai của nhà nước là không bị thất thoát, thì lại không có. Như là trong luật đất đai năm 2013, thậm chí là cái nghị định 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 về hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 thì các cái quy định về vấn đề giao đất hay là đổi đất để thực hiện các cái dự án BT hoặc BOT ấy, nó còn quy định rất là mờ nhạt. Đấy, cái thứ hai nữa là chưa có những cái quy định cụ thể về cái tính công khai minh bạch và cái sự bình đẳng. Ví dụ như là đối với các cái dự án đó thì có cái đấu thầu để lựa chọn các cái doanh nghiệp hay không. Đấy là cái câu chuyện, bởi vì nếu không thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chỉ định rồi là doanh nghiệp sân sau. Dự án đầu tư theo hình thức BT được quy định với nhiều nội dung chi tiết hơn tại Nghị định số 63 năm 2018 và Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, nhưng lại quá sơ sài trong quy định tại Luật Đất đai 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Trong khi cần quy định cụ thể về giá trị công trình hạ tầng và xác định giá trị đất đai phải trả cho nhà đầu tư. Hơn nữa, giữa Nghị định số 63 năm 2018 và Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 cũng đang có sự chồng chéo. 3 nó chi tiết hơn, nó cụ thể hơn so với Nghị định 15. Nó tích hợp được một số các cái quy định ở các cái luật và các cái văn bản hướng dẫn luật, ví dụ như luật đầu tư công, ví dụ như luật đấu thầu và một phần nào đó ở luật đất đai vào trong đấy, cho nên nó chi tiết hơn. Tuy nhiên thì tôi cho rằng với cái nghị định hiện nay ấy, thì nó vẫn không thể nào khỏa lấp được những cái khiếm khuyết mà BT đã xảy ra trong thời gian vừa rồi. Bởi vì cái tư duy và cái cách tiếp cận đối với dự án BT nó vẫn còn nguyên giống như đối với Nghị định 15. Theo các chuyên gia, từ năm 2013, cơ chế đổi đất lấy hạ tầng đã bị loại bỏ do cơ chế này chứa đựng nhiều nguy cơ tham nhũng, một phần giá trị đất công phi lý vào túi riêng của tư nhân dựa trên sự lệch lạc của việc xác định giá trị. Tuy nhiên, đến năm 2013, luật đất đai vẫn lại thừa nhận hình thức này dưới dạng các dự án BT xây dựng chuyển giao. Trong đó, nhà đầu tư bằng đất mà không có một quy định nào về xác định chất lượng hạ tầng,
giá trị hạ tầng đã xây dựng và giá trị đất đã được đem đổi. Cũng chính từ những khoảng trống pháp luật còn hiện hữu, dẫn tới tình trạng một số tổ chức cá nhân lợi dụng kẽ hở trong chính sách trục lợi gây thất thoát ngân sách nhà nước. Phổ biến nhất là việc định giá đất của các khu đất thanh toán cho hợp đồng BT thường thấp hơn giá trị thị trường vì không thông qua đấu giá. Điều này được cho là chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013. Mặc dù tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63 năm 2018 có quy định về hình thức đầu tư PPP, trong đó có những quy định về BT. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, với cấp nghị định, việc định giá đất vẫn chưa được khỏa lấp được những bất cập hiện tại. Vì vậy, để giảm thất thoát ngân sách nhà nước khi đất giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, cần phải đấu giá công khai. Điển hình của việc định giá đất không sát với thị trường gây thất thoát ngân sách, đó là đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài nối trục phát triển Bắc Hà Đông là dự án đầu tư theo hình thức BT. Khu đất này trước kia là đất nông nghiệp, thời điểm bàn giao đất, nhà nước tính 8,5 triệu đồng một mét vuông. Nhưng sau khi con đường được xây dựng, giá đất đã tăng gấp 5 lần là hơn 40 triệu đồng một mét vuông. Quả đó, một lỗ hổng của hình thức đầu tư BT đã được chỉ ra, đó là cơ chế thanh toán bằng quỹ đất không qua đấu giá mà lại giao giá chủ yếu dựa trên khung giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, dẫn đến nhà nước thiệt hại ngân sách lớn, còn doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc định giá trị quỹ đất thấp vừa từ cơ hội tăng giá quỹ đất sau khi hoàn thành công trình. Theo cái quy định của Luật Đất đai thì chúng ta phải 2013 thì chúng ta phải xác định rằng quá trình định giá đất là phải được xác định là dựa trên cái giá của thị trường. Vậy thì làm sao chúng ta xác định được cái giá của thị trường? Đấy là vấn đề quan trọng nhất. Chúng ta thường trong các cái dự án BT cũng như các cái dự án mà quy định về nhà nước thu hồi đất đai thì nhà nước áp dụng cái khung giá đất đai mà do nhà nước ban hành. Các cái khung giá này thông thường là đặc biệt ở các cái vùng đô thị thì thấp hơn rất nhiều với giá thị trường. Trong khi đó thì quy định của Luật Đất đai là có cái cơ chế đấu giá cái quyền sử dụng đất. Nhưng mà đối với các dự án BT thì gần như chúng ta không thực hiện cái cơ chế đấy. Tại Nghị định số 63 năm 2018 đã quy định nếu dự án có dùng quỹ đất làm phần vốn góp của nhà nước thì phần đất đó sẽ phải được quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 tùy vị trí rồi mới chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nghị định mới không nêu cụ thể thời điểm định giá đất là khi đấu thầu, chỉ định thầu tại thời điểm giao thầu, trúng thầu hay thời điểm bàn giao đất, hoàn thành đầu tư thường có thời gian tương đối xa nhau. Trong cái nghị định thì cũng không nói rõ rằng thời điểm để định giá đất BT là thời điểm nào. Thì vì là cái thời điểm mặc dù là đối trừ là tuyệt đối, tuy nhiên là thời điểm thì tạo ra cái sự chênh lệch giá trị rất là cao. Do cái quá trình triển khai thì rất là lâu, do chủ yếu là do giải phóng mặt bằng, có thể trên 5 năm thường là mới hoàn thành. Thì chủ đầu tư là nhà thầu BT thì sẽ ngoài cái việc là được hưởng cái lợi nhuận đầu tư từ đường BT thì sẽ được hưởng cái lợi giá trị vô hình, đấy là giá trị trượt giá bất động sản. Thực tế, việc thiếu một khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, sự lỏng lẻo trong quản lý, giám sát làm cho các dự án đổi đất lấy hạ tầng trở nên biến tướng, thiếu minh bạch. Trong khi đó, quỹ đất đối ứng trả cho doanh nghiệp thường lớn hơn thực tế, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Chính vì vậy, giải pháp được đưa ra là đấu giá công khai, phải có sự tham gia của nhiều đơn vị thẩm định giá độc lập, khách quan, giá đất phải được định giá sát với giá thị trường. Một cái cơ quan về quản lý về giá đất độc lập so với Ủy ban dân cấp tỉnh. Đấy. Để làm gì? Để cái cơ quan này người ta sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề xây thuê tổ chức tư vấn về xác định giá đất làm sao đấy phù hợp với cái giá thị trường, và dựa trên cái giá đấy thì các cái địa phương sẽ căn cứ vào đấy để định giá. Chứ còn chúng ta quy định như thế này thì chúng ta cũng giao cho Ủy ban dân cấp tỉnh quá nhiều quyền. Là chúng ta phải nhanh chóng xây dựng và hình thành một cái hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về giao dịch đất đai, về giá, biến động giá cả, quyền sử dụng đất, thậm chí là cho từng địa phương, cho từng khu vực, để mà từ đó mới có cái dữ liệu chuẩn đầu vào để cho các cái hội đồng thẩm định giá hoặc là các cái tổ chức thẩm định giá hợp người ta có cái căn cứ để người ta xác định. Cái thứ hai nữa là các cái phương pháp về xác định giá đất hiện nay cũng cần phải xem xét lại, và chúng ta chỉ thống nhất thu gọn lại một số cái phương pháp mà nó phù hợp với thực tế Việt Nam. Bởi vì càng để quá nhiều phương pháp thì
thì cái dung sai có thể nó càng lớn. Theo kết luận ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định từ năm 2019, tất cả thực hiện đấu thầu công khai, việc giao đất có thu tiền sử dụng cho thuế đất, thu tiền một lần. Nếu cần thiết tạo điều kiện đấu thầu thì ngân sách nhà nước ứng vốn giải phóng mặt bằng theo tiến độ đền bù cho người dân, sau đó thì hoàn trả ngân sách nhà nước. Việc tất cả những gì liên quan đến đất đai đều được đấu thầu công khai thì sẽ hạn chế được những thất thoát trong quản lý đất đai, trong việc xác định giá đất đối ứng đối với các dự án đổi đất lấy hạ tầng khi giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn 2013-2017, chỉ có 1 trên 12 dự án được thực hiện đấu thầu, còn lại là 11 trên 12 dự án được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, làm giảm tính cạnh tranh trong việc thực hiện dự án. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư năng lực tài chính hạn chế, năng lực triển khai dự án chưa cao cũng được chỉ định thực hiện. Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều dự án BT chậm tiến độ, đội vốn như thực tế đang diễn ra. Vì vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư trong các dự án BT cũng phải được thông qua đấu thầu rộng rãi, công khai và minh bạch. Lỗ hổng của hình thức chỉ định thầu đã được chỉ ra, đó là các tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư trong các dự án còn nhiều hạn chế, là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt các dự án BT thời gian qua bị chậm tiến độ, đội vốn. Dù thuật ngữ chỉ định thầu không còn trong Nghị định số 63 năm 2018 hướng dẫn thực hiện PPP, song chiếu theo Điều 22 Luật Đấu thầu 2013, các dự án vẫn có thể được chỉ định thầu trong một số trường hợp đặc biệt. Theo các chuyên gia, trên thực tế, phần lớn các dự án BT từ tư duy đến cách tiếp cận dự án sẽ do các nhà đầu tư lên ý tưởng, đề xuất. Như vậy thì phần lợi sẽ vẫn thuộc về các nhà đầu tư. Theo hướng đó, đó là phần lớn các dự án BT sẽ được xây dựng dựa trên các cái ý tưởng của nhà đầu tư đề xuất. Và theo như quy định của 63 thì khi mà một cái dự án mà nhà đầu tư đề xuất thì nhà đầu tư đề xuất ý tưởng, nhà đầu tư xây dựng cái dự án khả thi bao gồm thiết kế đến dự toán, rồi sau đó là nhà đầu tư thực hiện cái dự án đấy. Khi chúng ta giao toàn bộ cái công trình này, cái công đoạn này, cái quá trình này cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư sẽ cố gắng tối đa hóa cái lợi ích về họ. Để các dự án BT đạt chất lượng và thành công thì nhà đầu tư tốt, có năng lực là yếu tố tiên quyết. Chính vì vậy, để có nhà đầu tư tốt thì phải đấu thầu công khai, minh bạch, để lựa chọn nhà đầu tư là giải pháp quan trọng nhất thực hiện dự án. Đó là các cái doanh nghiệp mà tham gia cái đầu tư BT ấy, thì phải công khai minh bạch. Đấy, công khai minh bạch tức là chúng ta công bố rộng rãi các cái dự án, danh mục các dự án BT, các điều kiện, năng lực để cho các doanh nghiệp có thể đăng ký để tham gia thầu, bỏ thầu. Thứ hai nữa là chọn hồ sơ và phải khắc phục được cái tình trạng là thông đồng quân xanh quân đỏ và các cái doanh nghiệp sân sau. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải giám sát rất là chặt chẽ đấy, và phải có những cái quy định nó rất là cụ thể để tránh cái tình trạng tức là doanh nghiệp người ta đầu tư một nhưng người ta lại thông đồng với cái người giám sát để nó khai là đầu tư năm để đổi lại là được cái diện tích đất nó nhiều hơn. Tại Singapore, vấn đề đủ năng lực là có tiềm lực và sự ổn định về vốn, có năng lực quản lý và có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự trước đó. Chính phủ Singapore ưu tiên lựa chọn nhà thầu là nhóm công ty liên doanh thông qua đấu thầu cạnh tranh. Nhà nước chọn một liên doanh nhà thầu thích hợp. Trong quá trình thực hiện, khu vực công có quyền thay đổi nhà thầu dựa trên cơ chế đánh giá mức độ hoàn thành dự án theo các tiêu chuẩn thực hiện trong hợp đồng. Giải pháp thứ hai trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, một giải pháp cần được đẩy mạnh là thực hiện đấu thầu qua mạng để lựa chọn nhà đầu tư, góp phần sử dụng ngân sách nhà nước một cách hiệu quả và minh bạch hơn. Bộ Y tế cũng được giao là xây dựng cái luật về PPP. Thì cái quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo là cũng phải tối đa cái việc mà thứ nhất công khai thông tin và làm sao cũng có thể tổ chức được đấu thầu qua mạng các cái gói thầu mà về PPP. Tất nhiên là bây giờ thì cũng chưa có cái lộ trình cụ thể, nhưng mà cũng đấy là một cái yêu cầu khi mà xây dựng cái luật PPP. Về cái phần đấu thầu các dự án PPP thì trong luật đấu thầu cũng đã có cho phép rồi, quy định rồi là có đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Đấy thì cũng tùy vào cái tình hình thực tế về cái điều kiện đáp ứng của hệ thống thì chúng tôi sẽ quy định cái lộ trình cho nó phù hợp. Như vậy nhà đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ, chất lượng của dự án. Do vậy, việc đấu thầu công khai là một giải pháp quan trọng để đầu tư BT trở nên hiệu quả và an toàn, hạn chế tối đa thất thoát nhà nước.
Thưa quý vị, việc sửa đổi bổ sung những quy định chặt chẽ trong hình thức đầu tư BT cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, thẩm định kỹ càng. Cùng với đó, nhiều chuyên gia đã đề xuất tổ chức thành lập nhóm nghiên cứu từng điều, từng khoản để kiến nghị các cơ quan cần phải sửa đổi bổ sung để luật đất đai 2013 đi vào cuộc sống, góp phần chống tham nhũng tiêu cực đất đai, một trong những lĩnh vực nổi cộm nhất trong xã hội hiện nay. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.